Bạn và các em đã đến với kênh Sử Ký Chuyện để cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ở trung học cơ sở. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về nội dung ở môn lịch sử lớp 9, đó là các nước Mỹ Latin, cũng như là chúng ta sẽ tìm hiểu về đất nước Cuba anh hùng, người anh em kết nghĩa của chúng ta. Thì trước khi đi vào nội dung thì cũng giải thích sơ lược về các bạn là về cái Mỹ Latin. Tại sao gọi là các nước Mỹ Latin? Thì các bạn biết là Mỹ Latin là một cái khu vực ở châu Mỹ, nơi mà người dân chủ yếu nói các ngôn ngữ có nguồn gốc là từ tiếng Latin, như là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha đó. Cho nên người ta mới gọi khu vực này là cái khu vực Mỹ Latin. Thì diện tích của khu vực Mỹ Latin này là sắp xỉ là 21.069.500 km², chiếm gần là 3,9% diện tích bề mặt và 14,1% tổng diện tích của đất liền của trái đất. Thì tổng dân số Mỹ Latin được ước tính là khoảng trên 660 triệu. Anh đây là số liệu 2016 nha, hiện nay thì có thể là tăng lên rồi. Đó là khái nét về cái khu vực Mỹ Latin. Sau đây chúng ta sẽ đi vào cái phần chi tiết về các nước Mỹ Latin. Thì ở cái bài 7 này, các nước Mỹ Latin thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những nội dung sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ trình bày được khái quát được tình hình các nước Mỹ Latin sau chiến tranh thứ hai, đặc biệt là phong trào đấu tranh và độc lập dân tộc. Rồi chúng ta cũng là trình bày được những cái nét chính về diễn biến, kết quả, ý nghĩa của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Cuba. Chúng ta nêu được những cái thành tựu về mọi mặt và đánh giá được cái kết quả về công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba. Đồng thời chúng ta cũng hiểu được mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và sự giúp đỡ giữa Việt Nam và Cuba. Sau đây chúng ta sẽ đi vào bằng nội dung chi tiết. Thứ nhất mình nói về những nét chung của các nước Mỹ Latin. Thì ở đây các em cần phải nêu được những cái nét nổi bật của các nước Mỹ Latin sau năm 1945. Rồi chúng ta cũng có thể là một câu là chúng ta có thể là so sánh được cái sự khác nhau về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi so với khu vực Mỹ Latin. Chúng ta cũng giải thích luôn tại sao lại có sự khác biệt đó. Khi mà các em đã làm việc, các em trả lời xong thì chúng ta sẽ đối chiếu lại cái nội dung nha. Thì thứ nhất thì thấy là khác với các nước châu Á và châu Phi đó, thì nhiều nước Mỹ Latin đã giành được độc lập từ đầu thế kỷ thứ 19, nhưng sau đó lại gơ vào cái vòng lệ thuộc của Mỹ, là trở thành cái sân sau của Mỹ. Thì nhìn ở trên lược đồ thì chúng ta thấy từ đầu thế kỷ thứ 19, ví dụ như là chúng thấy là Ecuador vào năm 1830 đã giành được độc lập rồi, hay Colombia, Venezuela, rồi Brazil, Peru, Bolivia, Argentina nữa, Uruguay, không hay là khu vực mà Trung Mỹ cũng vậy, Haiti, rồi Dominica, không ăn, đều giành được độc lập từ rất sớm. Nhưng sau đó thì nó đã bị là gì, nước Mỹ khống chế, ta gọi là Mỹ Latin trở thành cái sân sau của Mỹ đó. Mỹ họ lập lên những cái chính quyền thăng Mỹ để Mỹ và khống chế cái nước này. Và sau chiến tranh thế giới hai thì một cái cao trào đấu tranh mạnh mẽ đã diễn ra ở nhiều nước Mỹ Latin với mục tiêu là sẽ thành lập các chính phủ dân tộc dân chủ và tiến hành nhiều cái cải cách tiến bộ, nâng cao đời sống của nhân dân. Và tiêu biểu đó chính là cuộc cách mạng ở đất nước Cuba vào năm 1959. Nghĩa là sau khi mà chiến tranh thế giới hai kết thúc thì nhân dân ở các nước này bắt đầu họ nổi lên, họ đấu tranh để mà thành lập chính phủ dân tộc dân chủ, thoát khỏi cái sự khống chế của nước ngoài. Thì tiêu biểu nhất là cách mạng Cuba. Rồi nói về kinh tế thì ở đây do cái nội dung mà giảm tải, chúng ta không nói đến, tập trung vào vấn đề đấu tranh giải phóng dân tộc thôi. Còn nói về kinh tế thì cái kinh tế nói chung là nhiều nước cũng rất là phát triển, đặc biệt nhất là ở đây chúng ta có Brazil, đó là một nước là nói chung có là kinh tế rất là phát triển, nằm trong cái nhóm BRICS nha. Rồi gần đây nói chung là cách mạng của nhiều nước cũng giành được thắng lợi, tuy nhiên có một số nước thì cũng đang rơi vào những cái khủng hoảng khó khăn. Đó là tình hình chung của các nước Mỹ Latin. Sau đây chúng ta sẽ đi vào một cái đất nước người anh em của chúng ta, chính là Cuba, hoàng đạo anh hùng. Thì ta nói về sơ lược về đất nước Cuba một tí. Chúng ta nhìn lại trên cái bản đồ khu vực châu Mỹ đó, thì chúng ta nhìn thấy là gì, khu vực Mỹ là các thân sỏi, khu vực của cái Cuba này là nó giống như một hình của một cái con cá sấu nằm ở cái vịnh Caribe đó. Ha, đây là cái bản đồ của đất nước Cuba nha. Đây thì Cuba là một cái quốc gia là bao gồm đảo Cuba cùng với đảo Thanh Niên và các đảo nhỏ xung quanh, diện tích khoảng 111.000 km². Cuba là quốc gia đông dân là thứ hai ở vùng Caribe, chỉ sau Haiti với hơn là 11 triệu dân. Và tình hình đất nước Cuba thì trước chiến tranh và sau chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung.
Ở cái phần số 2 này, mấy em sẽ là cho biết là trước cách mạng là Cuba tình hình như thế nào, rồi cuộc cách mạng này đã bùng nổ và thắng lợi ra sao, rồi công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đến nay đã đạt được những cái thành tựu gì, và chúng ta cũng đánh giá xem là cái kết quả xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba là như thế nào. Nội dung mà các em cần phải làm rõ. Khi mà các em đã có những câu trả lời cho mình rồi thì chúng ta sẽ đi vào đối chiếu phần nội dung của giáo viên. Đây là về trước cách mạng đó, thì là Cuba là đặt dưới sự thống trị của cái chế độ độc tài Batista. Đấy, trên ảnh men là Batista, thì ông này là sinh ngày 16 tháng 1 năm 1901, mất ngày 6 tháng 8 năm 1973. Trong thời kỳ cầm quyền của ông thì ước tính là có khoảng 20.000 người đã bị giết hại dưới dạng đàn áp chính trị, cho nên là đã nổ ra rất nhiều cuộc đấu tranh để mà chống lại chế độ độc tài Batista. Batista cũng là do người Mỹ dựng lên đấy. Thì chúng ta sang thứ hai là cách mạng bùng nổ và thắng lợi như thế nào. Thì cái người lãnh đạo cách mạng Cuba chính là ông Fidel Castro. Fidel Castro sinh ngày 13 tháng 8 năm 1926 và mất ngày 25 tháng 11 năm 2016. Ông sinh ra trong một cái gia đình giàu có và đã có bằng lực. Khi học tập ở Đại học La Habana, ông đã bắt đầu cái sự nghiệp chính trị và đã trở thành một cái nhân vật được biết đến trong chính giới ở Cuba. Sự nghiệp chính trị của ông là tiếp tục với những cái lời chỉ trích mang tính là chủ nghĩa dân tộc đối với tổng thống Batista và sự ảnh hưởng chính trị của Hoa Kỳ đối với Cuba. Ông đã trở thành một cái nhân vật chống Batista kịch liệt và đã thu hút sự chú ý của chính quyền. Cuối cùng, ông đã cầm đầu cái cuộc tấn công vào cái pháo đài Moncada năm 1953 nhưng mà thất bại. Sau thất bại đó thì ông bị bắt, bị xét xử, bị bỏ tù, rồi sau đó được thả tự do và ông đã sang Mexico để tổ chức và huấn luyện một cuộc để tiếp tục mở cuộc tấn công vào chế độ Batista ở Cuba. Như vậy thì cách mạng Cuba bắt đầu là tấn công vào pháo đài Moncada vào ngày 26 tháng 7 năm 1953 của 135 thanh niên yêu nước do Fidel Castro chỉ huy nhằm lật đổ cái chế độ và chính quyền Batista thân Mỹ. Đây nha. Tuy nhiên cuộc tấn công này đã bị thất bại. Tuy thất bại nhưng mà nó một cái ý nghĩa cực kỳ to lớn. Và một chút nữa chúng ta sẽ phần cuối bài chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc tấn công này. Rồi đến ngày 1 tháng 1 năm 1959 thì cuộc cách mạng của nhân dân Cuba đã giành được thắng lợi. Ngay sau khi mà bị bắt, bị trục xuất sang Mexico thì Fidel Castro đã tổ chức huấn luyện cái đội quân ở Mexico, và sau đó họ năm 1956 thì họ trở về Cuba để hoạt động. Khi vừa lên bờ thôi thì đã bị lập tức là bị quân của là Batista phục kích. Ông rất nhiều chiến sĩ đã hy sinh. May mắn trong đó thì Fidel Castro vẫn còn sống và ông đã thực hiện cuộc chiến tranh du kích, và sau đó được sự ủng hộ của nhân dân thì đoàn quân do Fidel Castro lãnh đạo đã tiến về thủ đô La Habana và đánh dấu cái sự thắng lợi cách mạng Cuba vào ngày 1 tháng 1 1959. Trên màn hình của em đó chính là các lãnh đạo cách mạng Cuba ha, từ trái sang phải: Fidel Castro, Osvaldo Dorcicos, Che, đấy. Và sau khi mà cách mạng thắng lợi thì dưới sự lãnh đạo của là Fidel Castro thì cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đã bắt đầu diễn ra. Thì Cuba, chính phủ Cuba đã tiến hành cải cách dân chủ triệt để nè, như là cải cách ruộng đất, quá khổ hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài, xây dựng chính quyền cách mạng các cấp, xóa mù chữ, phát triển giáo dục, y tế, văn hóa. Như vậy thì về đánh giá về cái công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Cuba thì chúng thấy rằng với những cái thành tựu đạt được thì đã làm cho cái bộ mặt đất nước Cuba đã thay đổi căn bản và sâu sắc, giúp cho đời sống của nhân dân Cuba được ổn định, phát triển đất nước. Tuy nhiên thì trong hơn nửa cái thế kỷ qua đó, mặc dù gặp phải nhiều cái khó khăn lớn như là do là bị Mỹ cấm vận nè, hay là sự tan rã của Liên Xô và cái hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn, nhưng Cuba vẫn đứng vững và tiếp tục đạt được nhiều cái thành tích. Đất nước Cuba vẫn ngày càng phát triển, không, và Cuba đạt được rất nhiều những thành tựu, giống như là y tế cũng là một trong những nước có nền y tế hàng đầu thế giới nè, giáo dục cũng rất là phát triển, thể dục thể thao, vân vân. Nói Cuba thì chúng ta nổi tiếng với cái món xì gà, phải không, hay là mía đường.
Còn về mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba thì chúng thấy là đây là một cái mối quan hệ đặc biệt, là hình mẫu của quan hệ quốc tế, có mối quan hệ thủy chung giữa chính phủ hai nước, giữa nhân dân hai nước. Đấy, từ năm 1960 thì Việt Nam và Cuba đã thiết lập cái mối quan hệ ngoại giao rồi. Thì đến năm 1962 thì Cuba là nước đầu tiên trên thế giới công nhận mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và đã cử phái đoàn thường trú đến mặt trận. Năm 1963 thì Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam được thành lập để ủng hộ cái cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược. Rồi năm 1969 thì Cuba đã bổ nhiệm đại sứ và là đại diện nước ngoài duy nhất thường trú bên cạnh chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Và đặc biệt như này là năm 1973, lãnh tụ Cuba đó là Fidel Castro đó là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và là duy nhất đến thăm vùng giải phóng miền Nam. Sau chuyến thăm thì Cuba đã tặng cho Việt Nam ta một số công trình kinh tế xã hội quan trọng. Đặc biệt tại đây thì Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã có một câu nói rất là nổi tiếng, thành một cái hình mà trở thành một cái biểu tượng cho cái mối quan hệ hai nước, đó chính là gì? Chủ tịch Fidel Castro nói rằng vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình, không thể hiện một cái tình cảm rất là thiêng liêng trong sáng của người của nhân dân Cuba đối với Việt Nam. Đấy. Và ngày nay thì khi mà nói chung là khi trong quan hệ của hai nước, khi mà Cuba cũng có những cái giai đoạn khó khăn thì Việt Nam chúng ta cũng đã viện trợ lương thực hàng hóa cho Cuba. Không, rồi chính phủ hai nước cũng có những cái chuyến thăm lẫn nhau, không thể hiện cái mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Ví dụ như là chúng ta tặng quà cho đất nước Cuba. Rồi trong tháng 10 này thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đến thăm Cuba và Cuba cũng đã là chuyển cho chúng ta 10 triệu liều vaccine thông qua những cái đàm phán, phải không? Thì vaccine hiện giờ rất là khan hiếm, không? Nhưng mà với cái đề nghị mua vaccine của Việt Nam thì Cuba đã gì lập tức chuyển cho chúng ta 10 triệu, phải không? Hiện nay thì các em là gì một số nơi đã được làm chích vaccine của Cuba rồi, không? Đấy, rất là nhanh gọn lẹ, không? Đó là mối quan hệ giữa hai nước. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thằng là trả lời câu hỏi những cái nét nổi bật của tình hình Mỹ Latin từ sau 1945, thì cái này em sẽ trả lời theo phần nội dung số 1 là mã. Câu thứ hai là những cái nét chính về cách mạng Cuba từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, thì dựa vào cái phần này chúng ta sẽ trả lời theo cái phần nội dung ở mục số 2. Còn câu số 3, tại sao nói cuộc tấn công vào pháo đài Moncada đã mở ra một cái giai đoạn mới trong cái phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba? Câu này nãy thầy có hứa với em cuối bài trả lời đó. Thì thấy là cái đầu tiên đó, thì nó đã thổi bùng lên cái ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo. Và thứ hai, nó là một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới trẻ tuổi đầy nhiệt tình và kiên cường đã ra đời sau cái sự kiện Moncada. Và kết quả là gì? Đến năm 1959 thì nhân dân Cuba đã lật đổ được cái chế độ độc tài Batista. Cho nên ta nói là cuộc tấn công vào pháo đài Moncada đã mở ra một cái giai đoạn mới trong cái phong trào đấu tranh của nhân Cuba. Rồi câu tiếp theo là cái câu số 4, nét khác biệt trong cái phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi với cái khu vực Mỹ Latin là gì? Và vì sao có sự khác biệt đó? Thì anh em thấy nè, sự khác biệt thứ nhất đó chính là châu Á, châu Phi đấu tranh chống bọn đế quốc thực dân và tay sai để giải phóng dân tộc, giành độc lập và chủ quyền. Còn các nước Mỹ Latin là đấu tranh chống các thế lực thân Mỹ để thành lập chính phủ dân tộc, qua đó giành lại chủ quyền dân tộc. Đó là tại sao có sự khác biệt đó. Là bởi vì châu Á, châu Phi là thuộc địa, là nửa thuộc địa phụ thuộc vào chủ nghĩa tư bản, cho nên độc lập chủ quyền đã bị mất rồi. Đánh lộn chữ nha, mà đã bị mất. Còn khu vực Mỹ Latin vốn là những nước cộng hòa độc lập nhưng thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mỹ, có nghĩa là Mỹ đem người của mình lên nắm chính quyền để Mỹ điều khiển đó, cho nên có sự khác biệt là như thế. Câu thứ năm, mục tiêu và hình thức đấu tranh chủ yếu của nhân dân Mỹ Latin sau chiến tranh thế giới thứ hai, thì cái này thì mấy em sẽ nêu là mục tiêu đó chính là gì? Lật đổ chính phủ phản động tay sai của Mỹ, thành lập chính phủ dân tộc, dân chủ và tiến bộ. Tính nhầm chữ nữa. Rồi tiếp theo là hình thức đấu tranh tiêu biểu là đấu tranh vũ trang nha.
Rồi câu 6 là nêu những biến đổi to lớn các nước Mỹ Latin từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Thì để trả lời câu hỏi này thì các em phải dựa vào cái mục số 1 La Mã thì chúng ta trả lời được thôi. Câu hỏi nó khác nhau nhưng mà tình cũng cách trả lời thì cũng giống nhau vậy thôi nha. Thì cái phần nội dung bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn và các em đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.